thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn, ngoài đường đứng hình giữa biển nước, trong nhà khốn khổ chạy nước. Cơn mưa lớn chiều nay ngày 8 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ngập trong biển nước. Nhiều khu vực, đặc biệt là quận Bình Thạnh nước tràn vào nhà. Nước lên láng khắp nơi khi cơn mưa trút xuống thành phố Hồ Chí Minh chiều nay ngày 8 tháng 10. Ở nhiều tuyến đường, nhất là đường Ung Văn Khiêm, Quy Bình Thạnh, rất nhiều người phải đứng chịu trận, đội mưa ở lề đường vì nước dâng cao. Ngập nặng, không thể đi lại. Trong khi đó, nhiều nhà dân ở khu vực này cũng bất lực nhìn nước tràn vào nhà. Anh Nguyễn Thanh Hùng, ngụ quận 11, cho biết bị kẹt ở đường Ung Văn Khiêm khoảng hơn 30 phút chưa thể di chuyển được vì nước ngập. Anh phải cho xe lên lề và đứng ngâm chân chờ nước rút. Một tiệm sửa xe máy trong tình trạng ngập nước. Thợ phải dùng bạt, dụng cụ xe máy để ngăn nước tràn vào, đồng thời cố gắng tát nước ra khỏi cửa tiệm vì sao thành phố Hồ Chí Minh mưa lơ nờ. Sấm sét đùng đùng. Một số sinh viên thuê trọ trong hẻm 432 Xô Viết Nghệ tỉnh cho biết lần đầu bị nước ngập vào phòng bà Liên. Hẻm 432 đường Xô Viết Nghệ tỉnh cho biết, ngày mưa lớn nước ngập vào nhà tôi hoài. Dọn dẹp mệt đói quá, tôi ăn cơm chờ nước rút dọn tiếp một số hàng quán. Cửa hàng ở quốc lộ 13, quận Bình Thạnh cũng bị nước tràn vào sâu trong nhà. Đại diện quán ăn này cho biết nước đã ngập gần một tiếng sau cơn mưa lớn. Mọi hoạt động buôn bán bị đình trệ và chỉ trông chờ nước rút. Người dân hẻm ngập cho biết sợ nhất là khâu dọn dẹp rác sau khi nước rút. Chậu cây cũng được người dân kê cao nhà ông Hòa ở mặt tiền đường D5, quận Bình Thạnh, nước ngập gần tới đầu gối. Ông Hòa cho biết trận mưa này gây ngập sâu nhất từ đầu mùa mưa đến giờ. Hôm qua nước cũng ngập sâu, gia đình không kịp trở tay, nước mấp mé máy giặt nhà người dân trên đường D5 tủ đông đặt lên bàn ăn chống ngập sân nhà bà Thiện ở hẻm 432 đường Xô Viết Nghệ tỉnh, quận Bình Thạnh. Nước ngập cao. Mỗi lần mưa to là hẻm ngày ngập nên không dám đi đâu, phải ở nhà để dọn đồ. Bà nói xe cộ chạy qua khiến dòng nước tạo sóng nên người dân sống hai bên đường hẻm 432 Xô Viết Nghệ tỉnh phải túc trực giữa lúc mưa để quét nước ra khỏi nhà. Một ngôi nhà trên đường D2 nước tràn khắp nơi, bảo vệ tại một quán cà phê đứng lên ghế khi bên ngoài đường D5 lầy biển nước. Nhân viên gom rác bất lực không thể tiếp tục công việc phải đứng hình giữa biển nước rút chậm trên đường D5. Quận Bình Thạnh, lúc 16 giờ người dân chật vật dắt xe vào nhà khi bên ngoài đường ngập sâu.